Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn cuốn sách giao dịch đổi đời của Nguyễn Hữu Vũ Sách tập 2 Mô giới bất động sản, thổ cư, nhà phố và đất lễ Nhà xuất bản Hồng Đức Đây cuốn sách đây nha mọi người Chương đầu tiên là cột mốc số 1 Thổ địa Tại sao lại bắt đầu làm thổ địa Bám sát khu vực Cà phê đen đáy đường Kim là chủ một quán cà phê nhỏ tại Mỹ Phước 1 huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Kim tự mình làm hết mọi việc từ pha chế đến bưng bê. Năm 2004, Mỹ Phước là nơi thương người và hoang vắng. Khách ghé uống nước đa phần là chủ đầu tư, anh em công trình và chủ đất từ xa đến thăm đất. Họ ghé quán để nghỉ chân và trao đổi thông tin. Trong số đó, nhiều người hỏi thăm thông tin về đất đai. Bà chủ ơi, cho ly cà phê đang đáy đường. Ở đây có nền nào đang bán không bà chị? một người đàn ông đi chiếc xe Honda hỏi vọng vào trong quán. Kim trả lời, dạ có anh ạ, à. đường N1 có bác kia gửi em lô 5 x 30 giá 185 triệu, đường trước nhà rộng 8 m vỉa hè mỗi bên 3 m anh ạ. À. Một lô nữa là đường N6 520 giá 130 triệu đối diện với công viên. Chị cho Vũ xem nha, Dạ vâng, anh uống gì để em làm rồi em lấy bản đồ cho anh xem. Cà phê đen đáy đường. Dạ, cà phê của anh đây. Đây là hai nền em vừa báo với anh. Anh xem nhé. Để anh dẫn, để em dẫn anh đi luôn. Chị Kim biết gì thì chị đấy. Mỗi giao dịch thành công, chị Kim được cảm ơn 2 triệu đồng. Kim dùng sự chân thật, trung thật làm nền tảng. Sản phẩm như thế nào thì Kim nói đúng y chang như vậy không ít lâu sau kim có một văn phòng nhỏ tại mỹ phước bến cát và bình dương kim thành công vì kim chân thật kim thành công vì kim biết trò chuyện hỏi khi khách trao đổi và biết nhận thông tin ký gửi kim thành công vì khéo ăn khéo nói với khách khi đến uống nước kim thành công vì vị trí quán cà phê quá đắc địa ngay ngã tư đường kim thành công vì biết tận dụng cơ hội mối quan hệ với nhiều môi giới khác để mở văn phòng